Tại hội nghị do Ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ năm 2020 tại Ninh Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2020, Cục Công Thương địa phương Bộ Công Thương cho biết, 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương cùng với sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả nước. Trong 10 tháng năm 2020, Hải Phòng là thành phố có chỉ số cao nhất, tăng 14,18%, thấp nhất là Thái Bình, giảm 6,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng đầu năm của khu vực ước đạt trên 1.164.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 28,25% so với cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 77,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với cùng kỳ và chiếm 33,75% so với cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề quan trọng với thách thức, cơ hội mới. Đây cũng là năm tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Việt Nam là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh trong việc thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch. Với quyết tâm cao, ngành công thương nói chung và ngành công thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ nói riêng đã có những nỗ lực phấn đấu, phát huy được những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị giao ban Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ với mục đích đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương tại các địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hy vọng với sự thành công của hội nghị sẽ là tiền đề cam kết các địa phương trong khu vực, góp phần vào phát triển kinh tế của cả nước.